Ngủ ngủ giọng mình nói được không quen không? Nó không khám khát nữa rồi. Ai? Nó không khám khát. Nóng ở đâu? Uống nước 75 giường. Bao nhiêu tiền? Điện lên tư vấn. Ai xui đấy? Chị Hoa. Chị Hoa nào? Hoa hôm trước. Thật sự không? Hoa hôm đó mang chị mang tiền cho Hà mà. Chị này gì vậy? Hả? Chị thấy cái đấy bẩn vậy? Chị bẩn. Vừa mất vào đấy. Vừa thay. Mình dính nhau rồi. Mà không chửi không có gì, gì ạ? Vậy thì đón con đón công viên chơi không phải không ạ? Nó cho ông nội tí lấy cần câu về. Rồi nick của ông lấy cần câu. Con mày kêu ông bà ấy gì đó. Hử? Thì mời bố con mình về à mà không chuyện được. Chưa chiếu video cơ. Rồi mày hết video rồi không? Phải. Mở nhạc nữa. Bình thường thì nhạc được không? Chiều nay cô cho đá lần tự đá lại ra quần áo tiết hình của tuồng. Nó sao nó tự đá rồi đá ấy? Cái gì? Con tập 2 để con cháu này. Tập gì nó mất mà. Toàn rớt ra cả trong bóng ngoài. Được quần, tài thật. Đá kiểu gì mà ướt từ từ trong ra ngoài sạch sẽ. Đó, không là, không là.